đây thì các đội tuyển xã tập hợp thành viên chọc và đây thì và cái rồi thì hello và chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Volleyball BCT. Xin giới thiệu với mọi người, hiện tại thì Ben đang có mặt tại sân bóng chuyền của Ủy ban Nhân dân xã Minh Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sáng hôm nay thì ở đây sẽ tổ chức giải bóng chuyền công nông binh năm 2020, giải quy tụ 6 đội bóng và thi đấu trong 2 ngày, từ ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 14-15 tháng 11 năm 2020. Và mỗi đội sẽ được mượn thêm 3 vận động viên ở ngoài binh tham gia giải đấu này để tăng độ hấp dẫn cho giải đấu. Và hiện tại thì Ben đã có mặt ở đây và đang chuẩn bị những việc cuối cùng để liver trận đấu này cho mọi người xem. Mọi người lên kênh Volleyball BCT để đón xem toàn bộ video về giải đấu này. Và yêu mến thì cho Ben một like, một chia sẻ, đặc biệt là một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới. Hiện tại thì giải quy tụ rất nhiều gương mặt bóng chuyền xuất sắc của bóng chuyền ba miền Bắc Trung Nam, do giải năm vào chuỗi thời gian các đội mạnh tập trung tăng cường cho vòng hai vô địch quốc gia, cho nên những ngôi sao như Mỏ Hồng, Đức Hành, Văn Thanh, Thanh Thuần hay một số vận động viên của miền Bắc như Thái Sơn, như Văn Hiệp thì không thể tham gia giải đấu này, mà đa số là các anh em bóng chuyền phủi, bóng chuyền phong trào Hồi Lạc sẽ tham gia ở giải đấu này. Và trước mắt của chúng ta là buổi lễ khai mạc diễn ra, sắp sửa diễn ra. Anh sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Phía xa kia là sân khấu của giải đấu và khán giả đổ về sân khá là đông. Hiện tại thì sân bóng chuyền của Ủy ban Nhân dân xã Minh Thanh là tương đối đẹp, đủ cho khán giả dự khán trận đấu này là rất ít mát. Và tác nghiệp của giải đấu này thì ngoài Ben ra còn có một người em, các vận động viên và toàn thể tất cả chúng ta ổn định để chúng ta bước vào giải. Và đây là Thanh Phong. Kính thưa quý vị đại biểu, Thanh Phong là cựu sinh viên từ sớm nha mọi người. Hoa chúc mừng, chúc mừng. Và chúng ta sẽ đến với một góc mặt ở giải đấu này. Đây là trường. Chào mừng trường chạy trường chạy bóng, trường chạy bóng nha mọi người. Có lẽ là trường là vận động viên đến với giải đấu này xa nhất nha mọi người. Hôm nay được sự nhất định của các đội đảng ủy xã Minh Thanh, ủy ban nhân dân xã phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc xã Minh Thanh. Đây là đứng đôi. Đó nha. Đây là Đức Nghi Lộc nha mọi người. Thay mặt cho ban tổ chức với tinh thần cho chương trình buổi lễ khai mạc giải Minh Thanh, một tuyên bố lý do, hai nghi thức chào cờ, ba đọc diễn văn khai mạc giải, bốn đọc lời hướng từ vận động viên, năm tuyên thệ của tổ chức giải, sáu tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Trọng Tung, ủy viên ban chấp hành đảng ủy, chỉ huy trưởng quân trường xa lên làm. Đây là sáu đội bóng sẽ tham gia giải đấu năm nay nha mọi người. Trước mắt chúng ta là sáu đội bóng và cơ cấu của các chủ các bạc trong ủy ban mặt trận của xã Minh Thanh nha. Xin mời các vị đại biểu cùng chúng tôi phần đứng dậy. Theo đội hình của mình. Trước chân. Trình đội hình. Huy. Sáng hôm nay thì giải đấu sẽ
có 3 trận đấu và chiều ngày hôm nay sẽ có 3 trận đấu nha mọi người. Hiện tại thì đang thực hiện nghi thức chào cờ. Và như vậy thì vừa rồi là em vừa đảo nhanh một vòng những gương mặt và những đội bóng có mặt ở giải đấu năm nay. Một lần nữa xin thông báo đến mọi người đăng ký Volleyball BCT để đón xem những trận đấu nha. Và tất cả các trận đấu sẽ có ở trên kênh ngay khi giải đấu khai mạc. Chúc mọi người sức khỏe và may mắn. Hẹn gặp lại mọi người ở video các trận đấu nha. Bye bye.